Ây da, banh gì như cục đá vậy? Chào anh em. Bây giờ là 7 giờ sáng và tối qua mình thức cả đêm để mình dựng một cái clip cho anh em xem. Cái clip đó là và MU thua 2-4. Và bây giờ mình sẽ đi đá banh với lại hội fan club MUSVN ở thành phố Hồ Chí Minh. Không biết đá nổi không đây. Thức khuya dậy sớm coi đá banh thua, biết có tâm trí đá hay không nữa. Nhưng mà thôi, cứ ra sân cho đã. Đã ở trên sân banh CT Sport Vượt Lại. Và mấy anh em MUSVN đang thay đồ trong kia. Mình biết đá tốt hay không, nhưng đá đại đi ha. MUSVN Sài Gòn xanh đỏ. Rồi đá chung tổ với Quốc Anh luôn. Đây là Đỗ Quốc Anh, người rủ mình đi đá banh trận ngày hôm nay, và cũng là người đang nắm giữ đội bóng hội cổ động viên MUSVN ở Sài Gòn. Chính xác là mặc áo số 4 nha. Đã trở lại với đôi Mizuno, bữa giặt xong rồi, giờ mang tiếp và vẫn tiếp tục. Link mua băng Ugo mình để dưới phần mô tả nha. Ông bạn Quốc Anh này ngày xưa cũng từng trong năng khiếu quân khu 7 năm 2004. Xui cái là quân khu 7 đã giải thể, chứ không giờ ổng đi đá chuyên nghiệp rồi, không có đi bán vé trong rạp chiếu phim giống như bây giờ đâu. Đùa thôi, Quốc Anh đang làm quản lý trong CGV Bandora và Aeonmall Tân Phú nha anh em. Anh em có qua đó xem phim thì nhớ ủng hộ Quốc Anh nhé. Rồi, bắt đầu thôi. Ba. Ây da, banh gì như cục đá vậy? Ây da, banh hơi cứng á, trong tay ơi. Vừa ăn trái banh vào đùi sau, rác thì thôi luôn. Cá thật đẹp. Ôi, bật tường, tường. Ồ, một cú dứt điểm rất tốt của cầu thủ đeo kính mát. Trái ngược. Ok. Còn cái nữa. Rồi bước qua luôn. Mang về bóng đạp cái đâu á. Ôi
Từ nè, có người phụ. Từ có người phụ. Ừ, chuyên nghe. Ok. Thay biên em chị. Hai người gặp tao rồi. Em ai thôi chị quyên cái này chết rồi. Ấy rồi chạy luôn rồi đã ăn tối rồi à. Từ chí tốt chưa. Dạ. Ơi, tài đi. Này. À. Tài ngoài vô tài. Hey, nếu mình không đeo camera thì pha này mình sẽ bay vào cụm đầu. Thấy luôn. Ôi đá bánh. Đá trúng mặt cái mắc cười. Đây. Giữa lại nè. Nhập biên luôn, đây. Cắt luôn, ok. Biết lại nào. Trời ơi, sao đè. Rồi bật tụi giữa nè. Trái banh cứng dữ quá vậy, phải kiểm tra xem sao, phải xài đồ nghề kiểm tra. Sao mình nó cứng như đâu, lỗ kim đâu rồi, đây. Trời ơi, 0.9. Banh vậy sao đá. Chăn giả mày.
xuyên lưới 65 được rồi. Rồi, không có 6 rồi. Anh em nào muốn mua cái van đo áp suất này thì có thể xem cái link dưới phần mô tả nha. Ok. Đó. Ngang. Nè nè nè. Đứng lại bò, đừng có chạy nữa. Đứng lại đi. Bò đó. Phải quá rồi, ok. Chính xác nữa là ăn rồi. Tập luôn. Ai da. Không có lùi anh, không có lùi, đứng lại luôn. Hai sáu lên cho hai sáu. Chưa. Nhập biên. Chào. Quan. Nghe luôn, chị. Tốt em. Có luôn, về gửi luôn. Sau lưng em. Rồi dí đi. Đỡ biên. Đây tiếp. Sau lưng. Và đây là chiến toàn chủ sân, anh em chắc cũng biết rồi chứ hả? Má hình dữ, hay quá Tài ơi. Quốc Anh kìa. Đưa cái ok trời rồi. Ok bỏ lại chưa. Quan.
Rồi đá cái nữa. Sorry, sorry. Nó cắt chuyền rồi. Cái luôn. Đi. Rồi về về nửa sân. Chánh phụ. Đây. Rồi xong, chính cái gầm về đinh FG giống y chang mình luôn. Ok, ok. Thôi, đủ rồi, đủ rồi. Vẫn còn thở nè. Tỷ số hình như là gắt 3 trái phải. 3 trái đúng không? Ôi, Quốc Anh ra rồi. Quá đúng rồi. Quá đúng rồi. Truyền quá gì mà ngon luôn á. Mà lẽ ra phải nhiều hơn rồi đúng không? Ủa, vô nữa hả? Hết giờ luôn. Ok. Vậy là kết thúc trận banh nội bộ của MUSVN đồ. Và bây giờ là 10 giờ sáng. Sau 2 trận xong. Ở lộn. Không phải 2 trận, 2 hiệp xong. Thở như chưa bao giờ được thở. Cũng may là không nắng lắm. Trời dịu mây. Nhưng đá cũng khá là hốc. Thể lực mình vẫn đảm bảo để cày được 2 hiệp. Ha. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Rồi, có ý kiến gì về clip này comment cho mình biết. Có ý tưởng gì hay comment cho mình biết luôn nha. Để mình có thể làm thêm nhiều video clip nữa hay hơn, hấp dẫn hơn. Mình là Phạm Thi. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.